Nó chưa bấm wifi. Thủy hả? Không, ơi, chắc cái mạng đang có vấn đề á chị ơi. Đi siêu siêu à? Nè, wifi mà. Siêu siêu luôn. Xin chào các chị và các bạn, ơi, các chị và các bạn nào đã thấy xong rồi thì mình nhanh tay share liền livestream vào ba group các chị và các bạn nha. Chị và các bạn ơi, chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhấn tay share liền livestream vào ba group bất kỳ. Còn các chị và các bạn nào chưa thấy em thì mình khoan share để chị các bạn nha. Rồi chào 6 bạn cùng xem các chị và các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ chơi mini game, mở đầu vẫn là một mini game cực kỳ hấp dẫn, đó là chương trình mini game với câu hỏi nước gì không uống được. Và các chị và các bạn muốn tham gia chương trình mini game này cực kỳ đơn giản thôi ạ. Share liền 3 group và sau đó mình comment đáp án, cho shop của chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn nào có đáp án chung với đáp án của shop thì các chị và các bạn đó sẽ là chủ nhân của một cái set thật là xinh, bao gồm áo sơ mi và chân váy các chị và các bạn nha. Rồi chị và bạn nào đã share rồi thì comment cho em. Livestream lâu cho chị mới like luôn nè. Mới mấy giây thôi ơi. Nam Phương, nước biển. Nước biển à, không phải Nam Phương ơi, nước biển không phải là câu trả lời của mình nha. Đăng Phan Tường Vi, nước cờ chưa phải là câu trả lời của shop nè. Nam Phương, nước độc chưa phải là câu trả lời của shop nha. Rồi nước bẩn vẫn chưa trả lời của shop các chị và các bạn nha. Rồi chào Ngô Ngân ạ, chào các bạn, chào các chị mới vào ạ, chào các chị và chào các bạn mới vào. Rồi xin chào tất cả mọi người, ai đã thấy shop rồi thì nhanh tay tham gia mini game này nha. Rồi xin chào mọi người, hôm nay shop đã trở lại với mọi người đây. Và nhanh tay trả lời cho câu hỏi nước gì không uống được nha, rất là dễ luôn. Và nhớ là chúng ta chia sẻ vào 3 group và một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án của mình mọi người nha. Xin chào bạn nào mới vào, xin chào nha. Xin chào các chị và các bạn mới vào ạ. Và các chị và các bạn đừng quên share liền trên 3 trang cá nhân bất kỳ. Và sau đó comment cho em là đáp án của mình ạ. Sau đó comment cho em đáp án của mình. Nước gì không uống được, một câu hỏi cực kỳ dễ đúng không các chị và các bạn ơi. Và mình nhanh tay share liền ra stream vào 3 group bất kỳ nha các chị và các bạn ơi. Hello 50 chị, 50 bạn mới vào nha. Nhanh tay tham gia mini game nào. Nước cờ chưa phải nha, nước nhà chưa phải nè. Nước cờ chưa phải mọi người ơi, nước ảnh chưa phải nha. Nước gì không uống được mọi người ơi. Thật ra số lượng câu hỏi, cái đáp án của câu hỏi này rất là ít luôn. Nên là mình chỉ vòng một tí là nó ra đáp án thôi. Nước cờ chưa phải, nước da chưa phải nè. Nước mắt chưa phải, nước mặt uống được mà. Rồi nước nào mà không uống được mọi người nhỉ? Nước nào mà không uống được nào? Nhanh tay trả lời cho câu hỏi nước gì không uống được nha. Bằng cách chúng ta chia sẻ 3 group và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Rồi xin chào các chị và các bạn mới vào ạ. Các chị và các bạn nha. Mình nhanh tay share liền 3 group, trên trang cá nhân và sau đó comment cho em đã share với các chị và các bạn nha. Sau đó comment đã share nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay comment đáp án liền các chị và các bạn nha. Share livestream 3 group bất kỳ, sau đó mình comment đáp án liền cho em nha. Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ đọc đáp án của mọi người. Nước da, nước mũi, nước da chưa đúng các chị và các bạn nha. Nước ngò chưa đúng. Em nhận được quà trúng mini game rồi, lần trước rồi. Đồ cực đẹp luôn, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Thu Sô nha. Ok, Alex chưa trần, nước đá, nước tương chưa đúng, chưa phải đáp án của shop. Yên Buka, chào Yên Buka nha. Rồi nước nhà chưa đúng, nước lèo chưa đúng, nước Mỹ chưa đúng, nước hoa chưa đúng các chị và các bạn ơi. Mình nhanh tay share liền livestream và ba group bất kỳ để các chị và các bạn nha. Share liền livestream và ba group bất kỳ, sau đó comment cho shop đã share nha. Sau đó comment đã share cho shop các chị và các bạn nha. Sau đó comment đã share cho shop các chị và các bạn nha. Một combo cực kỳ xinh như Hân đang mặc hoặc Thủy đang mặc, một chiếc áo sơ mi hoặc một cái chân váy cực kỳ xinh sẽ dành cho các chị và các bạn nào có câu trả lời trùng với câu trả lời của shop nha. Rồi nhanh tay share liền livestream và các chị và các bạn nha. Share liền livestream ở chế độ công khai, chế độ vào ba group bất kỳ và trả lời câu hỏi nước gì không uống được Đúng rồi. Rồi xin chào 110 chị 10 bạn mới vào nha. Rồi chúng ta nhanh tay tham gia mini game, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình săn combo 99.000 cực kỳ hot trong hôm nay nha. Hôm nay về rất là nhiều mã hàng đẹp nha. Các chị và các bạn nhanh tay chúng ta chia sẻ ba group một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Nước gì không uống được mọi người ơi, nước cờ chứ phải nha, nước cờ chứ phải mọi người ơi, nước hoa chứ phải nè, nước hoa chứ phải mỹ miều ơi, nước cờ chứ phải mọi người ơi, cổ lên nào. Rất là dễ luôn, và thật ra số lượng nước không uống được rất là ít, nên chúng ta chỉ cần loại trừ những đáp án mà shop bảo là không trúng thì chúng ta comment những đáp án còn lại là trúng nha mọi người nha. Nước cơ chứ phải, nước thánh chứ phải mọi người ơi. Thấy comment của em nha. Chị thấy comment của Lê Phương nha, nước dơ vẫn chưa phải nha, nước tiểu vẫn chưa phải nha. Rồi nước cốt chưa phải, nước muối mình vẫn chưa phải các chị và các bạn ơi. Nước gì mà không uống được đây các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em để các chị biết đáp án à. Một set bao gồm một chiếc áo sơ mi và một chân váy siêu xinh sẽ dành cho các chị và các bạn nào. Comment có đáp án đúng với trùng với đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn mình nhanh tay comment cho em biết nếu mình đã có đáp án nha. Ok, nước axit chưa phải mọi người nha, nước cờ chưa phải Uyên ơi. Rồi nhanh tay nước non hả, chưa phải luôn. Rồi cố lên mọi người ơi, nhanh tay và sắp chuẩn bị lật đáp án nha. Chuẩn bị lật đáp án cho mọi người nha, để gợi ý cho mọi người nha. Nước axit chưa phải mọi người ơi, nước gì không uống được, nước biển chưa phải nha, nước biển uống vẫn được mà. Gợi ý đi chị, cố lên mọi người ơi. Một tí nữa thì sắp sẽ gợi ý nha. Bây giờ mọi người kéo lên 250 view sắp sẽ gợi ý nha, 250 view nha. Kéo lên 250 view để sắp gợi ý các chị và các bạn nha. Kéo lên 250 view để shop gợi ý nha. Các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay comment đáp án. Nếu các chị và các bạn biết đáp án của câu hỏi nước gì không uống được ạ, sẽ liền ba rất bất kỳ và comment đáp án nếu các chị và các bạn biết nha. Một set cực kỳ xinh sẽ dành cho các chị và các bạn nào trả lời đúng câu hỏi của em. Trả lời có đáp án trùng với đáp án của em các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em biết nha. Nước không uống được vẫn chưa đúng các chị và các bạn nha. Rồi nước nhà, nước tiên vẫn chưa đúng, nước cờ vẫn chưa đúng nha. Rồi nước ngoài vẫn chưa đúng các chị và các bạn nha. Nước gì đây các chị và các bạn ơi. Và mình sắp gợi ý rồi, 250 viên mình sẽ gợi ý cho các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, em sẽ chuẩn bị gợi ý cho các chị và các bạn rồi đây ạ. Nước này chỉ có 2 từ thôi. Rồi nước ớt, nước thánh chưa đúng, đất nước chưa đúng, nước cốt chưa đúng nha. Nước non chưa đúng, nước lạ chưa đúng và nước trên bản đồ chưa đúng nha. Nước nạp, nước nằm, nước mắm chưa đúng, nước mưa chưa đúng các chị và các bạn. Nước cứng chưa đúng nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nghĩ đáp án sẽ là gì đây ạ? Rồi nước gì không uống được mọi người ơi, rất là dễ nha. Trời ơi, nãy giờ vẫn chưa có bạn trả lời đúng, rất là dễ nha. Và 30 giây nữa thì sắp sẽ lật đáp án luôn nha. 30 giây nữa sắp sẽ lật đáp án luôn nha. Gợi ý cho mọi người nha, chuẩn bị gợi ý cho mọi người. 30 giây nữa sắp sẽ lật đáp án, nhanh tay chúng ta chia sẻ, sau đó chúng ta comment đáp án của mình mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, 30 giây nữa em sẽ gợi ý đáp án cho mình các chị và các bạn nha. Nên các chị và các bạn nào chưa có biết đáp án thì mình nhanh tay vào đây để shop sẽ gợi ý cho mọi người, và biết đâu mình sẽ đón được đáp án của bên mình. Ok, nước nhà chưa đúng đâu, nước cống không đúng đâu các chị và các bạn ơi. Nước không uống được, nước biển không đúng các chị. Nước dơ vẫn chưa đúng với câu trả lời của em ạ. Đất nước chưa đúng nha, nước ngòi chưa đúng các chị và các bạn nha. Nước co, nước gì? Nước co, nước đá chưa đúng, nước số chưa đúng nha, nước nóng chưa đúng nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chưa có đáp án nào đúng trong cái nước này, nó rất là quen thuộc với các chị và các bạn luôn. Nên các chị và các bạn ơi, bây giờ em chuẩn bị gợi ý rồi, em sẽ chuẩn bị gợi ý rồi nha. Em okay. Chuẩn bị gợi ý rồi đây. Gợi ý đây. Các bạn từ ơi. Này chỉ có 2 từ nha. Và bây giờ shop sẽ lập đáp án của mình đây. Từ này có 2 từ là bắt đầu bằng từ nước. Bây giờ mọi người chỉ cần tìm từ còn lại nha. Từ còn lại bắt đầu bằng chữ M mọi người nha. Từ còn lại bắt đầu bằng chữ M, nhanh tay chọn nào. Nước gì có chữ M phía sau mọi người ơi, nước M nha, nước M là nước gì? Các chị và các bạn ơi, sau chữ nước là chữ M. Và các chị và các bạn có thể đoán ra được chữ gì chưa ạ? Em chuẩn bị mình cần bản đáp án để mình lật ra cho các chị và các bạn xem rồi. Và các chị và các bạn nào mà biết đáp án này á thì mình nhanh tay comment cho shop các chị và các bạn nha. Comment cho shop. Còn nếu không một tí nữa shop gợi ý thêm nữa thì các chị sẽ rất là nhiều. Các chị và các bạn biết luôn á. Rồi nước trà chưa phải nha, nước mưa, nước Mỹ chưa phải, nước mũi chưa phải, nước Mỹ chưa phải, nước cờ chưa phải, nước mắt chưa phải nha. Nước gì? Trời, rất là dễ luôn. Nước mơ là nước gì đây các chị và các bạn ơi? Nước mơ nha, nước mơ. Cho mọi người search Google luôn nha. Cái câu này có trên Google đó. Câu này có trên Google nha. Bây giờ sắp sẽ lật ra nước mờ đi một từ nữa nha, nước M. Và đó sắp lật hết cho mọi người luôn nè. Câu này có trên Google nha, cho mọi người lật Google luôn. Nước Mỹ chưa phải nha, nước mặn chưa phải nha. Rồi cầm giúp sắp, giúp chị. Rồi nước M là nước gì mọi người ơi? Rồi lật từ tiếp theo luôn em. Lật từ tiếp theo luôn, lọc cái từ tiếp theo luôn. Mình chỉ cần điền cái từ này thôi là trúng thôi. Nước chữ M và chữ gì đây? Rồi chữ A luôn. Nước chữ M và chữ A là nước gì? Đây là cái tên gọi là nó đồng nghĩa với từ đồng nghĩa với nước. Và bây giờ gợi ý của mình là nước má chị, các chị và các bạn ơi. Nước má và chữ gì nữa đây? Nước gì nữa đây? Chữ gì nữa đây? Thì thành một từ có nghĩa các chị và các bạn ơi. Một từ nữa đây. Một từ gì nữa thì thành một từ có nghĩa các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi. Rồi nhanh tay nước máu hả? Nước gì? Rồi có bạn trả lời đúng rồi. Xin chúc mừng. Nước máng, đôi nước máng là đúng rồi. Đúng rồi, em xin chúc mừng bạn nước máng bạn Nam Phương nha. Xin chúc mừng bạn với đáp án nước máng đã là câu trả lời đúng trong ngày hôm nay của mini game nha các chị và các bạn ơi. Nam Phương inbox địa chỉ và số điện thoại cho mình nha. Nam Phương mình có like, bình luận của bạn đó. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay săn một set nhiều hơn đang mặc cực kỳ xinh à, bao gồm một chiếc áo lệch vai rất là đẹp luôn các chị và các bạn. Áo lệch vai và đi kèm với đó là một chân vẫy đuôi cá. Chân vẫy đuôi cá rất xinh các chị và các bạn ơi. Đúng rồi. Chân vẫy đuôi cá rất xinh, một chiếc áo lệch vai vàng chấm bi trắng cực kỳ tôn da, đi kèm với một chân vẫy đuôi cá cực kỳ xinh. Và nguyên combo này hôm nay em chỉ bán từ 250.000, bán trong live với giá 99.000 thôi các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt 2 combo bất kỳ trong live để được giá 99.000 mỗi combo. Còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Chốt cho em combo này với mã là E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Dưới 55 kg thì mình bao vừa nha các chị và các bạn ơi. Rồi mẫu này sắp giới thiệu lại nha. Mẫu này là gồm một chiếc áo trễ vai màu vàng chấm bi siêu xinh như Hân đang mặc. Mình có thể kéo cao hay thấp tùy mình nha. Kết hợp với một chiếc váy đây. Váy này đây là hot trend hiện nay nha. Váy này mọi người chưa có trong tủ đồ, nhanh tay bổ sung nha. Váy này đang là hot trend, 2 vạt đắp chéo như thế này là hot trend nha. E1 là mã của bộ này nha. Mã của bộ này là E1 và dưới 55 kg thì mình vô tư đặt nha. Mã của bộ này là E1. Nhanh tay comment E1 giúp shop nha. E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai muốn sở hữu combo này nhanh tay comment E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nhé. E1 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp shop các chị và các bạn nha. Comment E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nha. Em chuẩn bị chốt cái bộ mà em đang mặc đây rồi các chị và các bạn ơi. E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em à. Ok, chúc anh chị Phương Nga mã E1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc anh chị Ngọc Nguyễn E1 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc anh chị Phương Linh Nga mã E1 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay các chị ơi. Chúc anh chị Chuyện Buồn mã E1 comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment giúp shop E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc anh chị Trang My E1 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Nguyên combo gồm áo và váy là 99.000 nha. Áp dụng khi chúng ta đặt 2 combo bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Không có miễn phí ship nha mọi người à. Giá cực kỳ sốc. Và sau livestream vui lòng mua giúp shop với giá 250.000 nha. Chúc cho Hoài Thương E1 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Chào bạn, mũ bạn đang đội. Dạ mũ đang đội là 120.000 chị Thương Nguyễn nha. Rồi, ai muốn lấy E1 nữa nhanh tay comment giúp shop E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình nha. E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ đó là mã hàng đầu tiên của chương trình hôm nay nha. Rất là sốc và E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhanh tay nha các chị nha. Chúc cho chị Văn Thị Linh E1. Ok Văn Thị Linh nha, sắp thấy địa chỉ rõ ràng của mình rồi nha. Chị nào bạn nào mới comment E1 chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment giúp shop số điện thoại và địa chỉ nha. Chúc cho chị Ngọc Hương E1. Ok comment địa chỉ giúp shop chị nha. Mọi người nhớ giúp shop comment E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc chị Nguyễn Hoàng Kiều Trinh E1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Sushi E1 comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị nhớ comment địa chỉ luôn nha. Mini game tạm thời mình qua rồi nên là bây giờ mình hãy săn những combo này với giá 99.000 cực kỳ hot nha. Và nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Chúc cho không tên mã em một comment địa chỉ giúp shop nha. Mũ trái cây phía sau là 99.000 nha. Rồi nhanh tay comment em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Các chị và các bạn ơi, chúc em một comment em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Chúc em một comment giúp em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Và cực kỳ xinh 99.000 một combo bao gồm áo và chân váy các chị và các bạn nha. Nguyên một combo bao gồm áo và chân váy chỉ có 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live. Chốt cho em mã em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi chúc cho chị Ngọc Lan mã em một. Ok, chị Ngọc Lan comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Hoài Thương mã em một. Ok, cảm ơn Hoài Thương, sắp thấy địa chỉ rồi nha. Rồi ai muốn chúc em một nên nhanh tay nha. Và sắp chỉ còn 10 phút nữa sắp sẽ qua mẫu E2 nha. Sorry, 20 giây nữa sắp sẽ chuyển qua E2 nha mọi người nha. Nhanh tay comment E1 để sở hữu combo này với giá 99.000 cực kỳ hot nha. Cái áo này vải siêu đẹp luôn, cái vải chấm bi này đang mùa hè này đang hot trend đó là chấm bi nha mọi người nha. Chấm bi đang lên ngôi đó. Ai chưa có trong tủ đồ của mình chấm bi và nhất là chấm bi vàng thì nhanh tay đặt E1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và bộ đang mặc nếu mua một bộ là 129.000, còn nếu mình mua 2 bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. 2 bộ bất kỳ trong live giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Còn mình chỉ mua một bộ sau khi livestream kết thúc giá là 129.000 nha. Và chúc cho Yến Cao em một comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua E2 trong 10 giây cuối cùng nha. Rồi em chốt cho Kiên Hương Nguyễn nha. Rồi kêu Nguyễn Trang địa chỉ em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các bạn chốt combo mà Hương đang mặc các chị và các bạn nha. Chốt combo mà em đang mặc bằng cách em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rất là xinh luôn à. Em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Combo này cực kỳ xinh luôn à. Rất là đẹp luôn. 99.000 một combo và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Một combo duy nhất tại gọi giá đó là 129.000 các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn, nhanh tay comment cho em nếu chốt em một kèm số điện thoại, chốt em một các chị và các bạn nha. Nhớ chốt địa chỉ kèm em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi em chốt cho chị Thùy Linh nha. Chị Thùy Linh inbox địa chỉ cho em địa chỉ ở đây luôn nha. Rồi em chốt cho Ngọc Kiều à. Em chốt cho Ngọc Kiều nha. Rồi mình tiếp tục chốt đi các chị và các bạn ơi, em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi nước bẩn chưa? Hôm nay video mình đã xong rồi các chị và các bạn nha. Comment em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em à. Comment em một kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em. Rồi em chốt cho chị Thu Hà. Chị Thu Hà cho em địa chỉ. Rồi em chốt cho chị Hoài Thương à. Rồi chị Hoài Thương, ok chị Hoài Thương nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn. Các chị ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua E2 nha mọi người nha. E2 nha. Một chiếc áo dây rất là đẹp, 2 dây rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Có một cái bèo này rất là dễ thương nha mọi người nha, kết hợp với lại một chân váy có một cái lưới nha mọi người nha, có một cái vải lưới trứng hạt cườm cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ xinh luôn nha. Đây là mã E2 nha mọi người nha, E2 nha mọi người nha. Đúng rồi, E2 là sự kết hợp của một chiếc áo đó bèo nhúng rất là xinh như thế này, mình mang với một chiếc chân váy lưới đầy đính cườm như thế này. Cái chân váy lưới này là đặc quyền bên shop mọi người nha. Rồi mã của bộ này là E2 và chị nào bạn nào muốn chốt cái E2 này với giá 99.000 khi áp dụng khi mình chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream thì mỗi bộ có giá là 99.000 thì nhanh tay comment giúp shop là E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Mã này là E2 và dưới 55kg mình mặc được bộ này nha. Phía sau nó coi giãn rất là thoải mái nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Một chiếc áo nha mọi người, rất là xinh luôn. Ở đằng sau này nó có cái bèo nhúng nha mọi người nha, cho nên là co giãn nha mọi người nha, co giãn rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây là một E2 nha chị nha. Ai đặt bộ này hãy nhanh tay comment giúp em là E2 và số điện thoại nha mọi người, rất là xinh luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn các chị nha. Màu này là màu hồng quá mọi người ơi, màu hồng tốt quá, đẹp nhưng mà tốt quá, rất là đẹp. Rồi chốt cho chị Bùi Nguyễn E2. Rồi em chốt cho chị Bùi Nguyễn hả? Ừ. Em chốt cho chị Bùi Nguyễn E2 nha chị ơi, em xin cho chị luôn nha. Rồi em chốt chị Thùy Dương luôn chị ơi. Chị nào mà đã đặt hàng bên em thì cho em xin địa chỉ luôn nha. Sky nhỏ luôn nha. Em chốt cho Sky nhỏ luôn nha mọi người nha. Hãy tiếp tục comment E2 và số điện thoại nha mọi người. Đúng rồi, nhanh tay mọi người ơi, comment E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho chị Nguyễn Thùy Dương E2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Nga Nhỏ Sky E2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Mùi Nguyễn E2 sắp thấy địa chỉ rõ ràng của mình. Cảm ơn chị nha. Chúc cho Thùy Dương E2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Diệu Ngọc Nguyễn E1 ok chị Diệu Ngọc Nguyễn nha. Chúc cho chị Lê Thị Hồng Nhung E1 ok sắp thấy rồi nha. Rồi E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhanh và liền nha các chị nha. Cái áo này rất là xinh, cái này vải á, cái vải này kiểu nó rất là mềm, trời ơi mà màu hồng phấn như thế này mặc rất là nhìn nó rất là tôn da luôn đó. Bạn nào mà da dù mình có ngâm một tí mặc màu này vẫn được nha. Cái màu này nó ví dụ mình trắng thì mặc nhìn lên rất là sáng và sang luôn đó. Cái màu hồng pastel như thế này rất là dễ mặc nha các chị và các bạn nha. Đó, và mình phối hợp một chiếc chinh vải ren có đính cườm nhìn xinh xinh, nhìn bé xinh xinh, nhìn rất là tiểu thư đúng không? Mã này là mã E2 nha, và 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream mọi người nha. Cứ kết thúc live mà mọi người chọn được 2 bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Còn nếu mà kết thúc live mình chỉ chọn được 1 bộ giá sẽ là 129.000 nha. Rồi ở chợ Xíu Thảo nha. Chúc cho chị Loan Dương E2 ok chị Loan Dương comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Tâm E2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho anh Thi ok chị anh Thi nha. Anh Thi đặt được 2 mã E1 và E2 rồi nha. Cảm ơn anh Thi nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha, để sở hữu combo này với giá 99.000. Và sắp chỉ còn 20 giây cuối cùng nha. 20 giây cuối cùng chúng ta sẽ chuyển mã nha. Rồi 20 giây cuối cùng cho các chị và các bạn. Để mình đặt mã này nha các chị và các bạn ơi. Comment cho em D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. E2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Và các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị qua mã rồi. Các chị và các bạn qua mã mình sẽ mua về với giá gốc nha các chị và các bạn ơi. Rồi qua mã thì mẫu này sẽ có giá là 250.000 mọi người nha. Luôn luôn là như vậy, shop chị bán giá ưu đãi trong thời gian livestream diễn ra. Sẽ bán 99.000 trong livestream nha. Sau livestream sẽ trở về giá 250.000 mọi người nha. Dạ chào chị Gia Hồng Dương nha. Xe khác ơi chị. Ok nha. 10 giây cuối cùng cho mã E2 nha. E2 đây là cái phong cách kiểu như là tiểu thư một tí. Bạn nào chị nào thích phong cách nhẹ nhàng tiểu thư thì mình chọn cái bộ này nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua E3 ngay bây giờ đây mọi người ơi. E3 sẽ được lên ngay bây giờ đó. E3 rất là xinh từ phía Hồng nha. Các chị và các bạn ơi, E3 cực kỳ xinh à. Bao gồm một chiếc áo sơ mi trễ vai các chị và các bạn nha, sơ mi trắng phối với bi đen trễ vai rất là xinh à. Và kết hợp với đó là một cái chân váy tầng các chị và các bạn nha, một cái chân váy tầng cực kỳ đẹp à, một chân váy tầng xanh các chị và các bạn nha, đi kèm với một cái áo trễ vai trắng. Và nguyên một combo như vậy, giá gốc là 250.000, bây giờ chỉ cần có giá 99.000 và các chị và các bạn ơi, 99.000 nguyên một combo như vậy thôi. Và các chị và các bạn chốt bằng cách comment cho em mã D3 kèm số điện thoại, E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, nhớ là mình mua mình chốt 2 bộ bất kỳ trong live để được giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Còn nếu các chị và các bạn cuối live chỉ chốt một combo duy nhất thì sẽ có giá 129.000 à. E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng giúp em à. Rồi em sẽ chốt hàng cho chị Hảo Mỹ. Chị Hảo Mỹ cho em địa chỉ à. Rồi Tô Trần Bảo Đông cho em địa chỉ. Sao không nghe được chị Quỳnh Giang ơi, chị Quỳnh Giang không nghe được chị à. Chị tắt lên, tắt ở thoát rồi nghe vô lại. Rồi mình vào lại thì đúng mình rồi. Sẽ có thể xem live được rõ chị nha. Rồi các chị ơi, Phương Ni, ok em chúc cho chị Phương Ni à. Chị Phương Ni cho em địa chỉ luôn à. Các rồi các bạn ơi, E3 là mã mà Hân đang mặc nha. Mã của sản phẩm này là E3 bao gồm một chiếc áo trễ vai chấm bi. Chấm bi là mùa hè này đang lên ngôi nha mọi người nha. Nếu mình chưa có áo chấm bi tức là mình chưa có theo kịp thời trang của Việt Nam rồi, nên là nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc chấm bi nha. Cái vải chấm bi mặc rất là mát và rất là thời thượng nha. Chấm bi như thế này nó giống như cái họa tiết sọc đó mọi người. Chấm bi cũng luôn là một họa tiết không bao giờ lỗi mốt nha. Mình phối hợp với một chiếc chanh váy tầng như thế này xinh ơi là xinh. Nó vừa nhẹ nhàng mà vừa tiểu thư nè. Còn không thì mình mua về mình phối cái áo này với chiếc quần sọt cũng được. Cái trên váy tầng này với áo phông cũng được, rất là nhiều kiểu phong cách phối đồ đối với set đồ này nha. Nhanh tay comment giúp shop là E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Dạ chúc với chị Mạnh Kim E3 em thấy đi. Ok mình comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc với chị Nguyễn Thơm E3 comment địa chỉ giúp shop mọi người nha. Nhớ là comment giúp shop là E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mạng kém ha mọi người ơi, mạng bị kém hả? Nước cờ gì nữa, giờ này hết mini game rồi mọi người nha. Bây giờ chúng ta đến với chương trình 99.000 mỗi combo nha, rất là sắp trong hôm nay. Và 99.000 chỉ áp dụng cho chị nào bạn nào chọn từ bộ thứ hai trở lên nha. 2 bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá 99.000 một bộ. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nhé. Rồi xong chưa mọi người ơi? Ok chị Thơm nha, em đã thấy địa chỉ của chị Thơm chưa? Ok, Mạnh Kim, ok Mạnh Kim cho sắp địa chỉ nha. Chị Nguyễn Thơm cho sắp địa chỉ nha. Các chị đặt hàng comment theo cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đừng mặc bi nữa. Ok các chị và các bạn ơi, ok các chị và các bạn, bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu rồi. Và em chuẩn bị lên các mẫu khác, qua mẫu thì mình sẽ có giá gốc là 250.000 các chị và các bạn nha. Đúng 250.000 nha. Và bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu mọi người ơi. Comment E1, E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để các bạn chốt mã của Honda mặc à. Đúng rồi. E1 kèm E3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt mã em đang mặc à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua E4 mọi người nha. Bây giờ mẫu E3 sẽ qua và E4 sẽ đến. Và nhớ là qua mẫu thì chúng ta vui lòng mua với giá 250.000 nha. Đặt sau livestream cũng mua với giá 250.000 giúp shop nha. Shop chỉ bán trong thời gian livestream với giá 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với E4 nha. Chốt cho chị chưa em ra, chị Nguyễn Thơm em chốt cho chị rồi chị Nguyễn Thơm nha. Em chị Nguyễn Thơm ơi, chị cho shop địa chỉ nha. Em đã chốt cho chị Nguyễn Thơm rồi nha. Các chị ơi, các chị em đã đọc tên tức là em chốt rồi nha. Rồi mình cứ cho shop địa chỉ đầy đủ rõ ràng hơn ơi. Thì shop sẽ gửi hàng cho mình nhanh nhất nha mọi người nha. Nhớ là tại vì mỗi ngày thì đơn hàng nó rất là nhiều nên là các chị giúp shop comment rõ đầy đủ thông tin nha, địa chỉ số điện thoại luôn nha, để shop gửi hàng cho mình nhanh nhất các chị và các bạn nha. Bây giờ chúng ta đến với E4 là sự kết hợp của một chiếc áo theo phong cách tank top, nhưng mà thả cái form ra nó là một chiếc váy, một chiếc đầm luôn đó mọi người ơi. Đây là một chiếc đầm đó, một chiếc đầm theo phong cách tank top á mọi người. Biết cái áo tank top không? Đó, rất là xinh. Mùa hè như thế này mà mình mặc cái áo này mình đi chơi, trời nó mát mà nó còn rất là kiểu như nó có style nữa, chứ không phải là kiểu mấy cái áo phông bình thường đúng không? Rất là có style cái kiểu nè. Mọi người có để cái rách ở bên một bên không? Nó may rất là cách điệu và nhìn có điểm nhấn rất là tuyệt vời. Áo này áo chữ 2 đang là hot trend. Nếu chị nào bạn nào chưa có áo chữ 2 này trong tủ đồ nhanh tay sở hữu nha. Đây là hot trend hiện nay nha. Mình phối hợp với một chiếc quần đùi 3 sọc. Thủy dở lên cho mọi người xem đó. Quần đùi có 3 sọc 2 sọc như thế này nhìn rất là thể thao. Cái bộ này nhìn thể thao, năng động, cá tính. Ai thích style năng động, xuống phố, dạo phố, đi chơi, đi uống trà sữa, đi sinh tố ban đêm thì nhanh tay chọn bộ này nha. Bộ này cũng dưới 55 kg chọn cho shop nha. Bộ này cái áo thì bao nhiêu ký mặc cũng được, nhưng mà cái quần á thì mình 55 kg trở xuống mình mặc cho thoải mái nha. Bộ này 60 kg mặc vừa không shop. Chị Lê Ngọc ấy, cái bộ này thật ra bao nhiêu ký mặc cũng được, nhưng mà để thoải mái nhất thì mình cỡ 55 kg trở xuống. Còn nếu mà mình 60 kg thì hãy inbox shop thì shop sẽ đổi những cái quần có size to hơn cho mình nha. Chị Lê Ngọc nha. Lê Ngọc cứ comment mã này đi nha. Mã này là E4 ở đây E5 đúng không? E4 hả? E4 nha, mã của combo Thủy đang mang là E4, cùng bạn với giá 99.000 một bộ trong livestream này. Và nhớ là chúng ta chọn 2 bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Nhanh tay comment giúp shop là E4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi E4 ảo thôi, dạ shop không bán rời mọi người nha. Mua rời shop không bán rời, shop chỉ bán nguyên combo. Mọi người mua áo không thì cũng là 99.000, mua nguyên combo cũng là 99.000. Bởi vậy mình nhanh tay đặt combo nha. E4 này, áo này là bao nhiêu ký mặc cũng được nha. Áo này 70 kg mặc cũng vô tư luôn. Thả form xuống cho các chị thấy luôn đó. Áo và quần như thế này là bán 99.000 là chỉ có siêu shop dám chơi cái trò này thôi mọi người ơi. Nhanh tay comment giúp shop E4 nha. Dạ ok, em chúc cho chị Nguyễn Thiên E4. Ok Nguyễn Thiên nha. Comment địa chỉ giúp shop nha chị Nguyễn Thiên nha. Chúc cho chị Hiền Minh, ok chị Hiền Minh nha. Đây là mã thứ hai của mình, em có địa chỉ rồi nha. Chúc cho Lê Đức Thiện E4 comment địa chỉ giúp shop nha. Dạ 99.000 một bộ khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ nha. Mã này là bao gồm áo và quần đùi 2 sọc rất là xinh nha. Vẽ nhẹ lên cho các chị thấy cái quần đùi đó. Bộ này là giá nếu mình chỉ mua 1 bộ trong livestream này thì giá là 129.000. Còn kết thúc live mình chọn được 2 bộ bất kỳ thì giá là 99.000 mỗi bộ nha. Mọi người có thể đọc cái caption. Ủa xong ghim cái giá thì bé. Mọi người có thể đọc cái caption của shop nha. Shop chuẩn bị ghim cái giá cho mọi người khỏi lăn tăng, khỏi phải hỏi là giá bao nhiêu nha. Tất cả đều đồng giá nha. Cứ 2 bộ bất kỳ thì 99.000 một bộ nha. Còn nếu mình mua 1 bộ thôi là 129.000 nha. Được nha chị Nguyễn Thơm nha, lấy hai bộ được nha chị nha. Chị Nguyễn Thơm nhanh tay comment mã này đi, mã này rất là đẹp nha. Rồi chúc cho chị Ngọc Hạ, ok chị Ngọc Hạ E4 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment giúp shop E4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá xuất sắc như thế này nha. Để mọi người đi chơi vào ban đêm này, còn không mình tách lẻ mình mặc cái áo này ở nhà cũng siêu mát luôn. Dạ. Ôi em xinh tươi. Rồi ai muốn sở hữu combo E4 thì nhanh tay comment nha. Nhanh tay comment E4 nha, E4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nhé. E4 chị nha, ai đặt cũng anh phải nhanh tay comment cho em là E4 và số điện thoại nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn mọi người, kết hợp một cái chiếc áo hai nha mọi người nha, và kết hợp với lại một cái quần hai sọc, quần đen hai sọc như này rất là đẹp nha mọi người nha. E4 nha mọi người nha. Đúng rồi E4 nha. Và chúng ta 10 giây cuối cùng nữa chúng ta sẽ chuyển từ E4 qua E5 nha. Và nhớ là livestream hôm nay chúng ta sẽ diễn ra rất là nhanh, tại vì chúng ta live hơi trễ nên các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Và sau livestream vui lòng mua giúp shop với giá là 250.000 nha. Sau livestream thì bộ này sẽ được bán với giá 250.000 nên là shop chị bán giá ưu đãi trong thời gian livestream diễn ra, các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Và tiếp tục chốt cho chị Long, cho chị Vũ Quang E4 cho, không phải chị cho Vũ Quang E4 nha. Chúc cho Long Phạm E4 cái comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment giúp shop. Ok chụp. Chúc cho chị Nguyễn Thiên E4 ok, sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Chúc cho chị Thanh Tuyền E4 ok, Thanh Tuyền nha. Thanh Tuyền hình như có quay vòng phía sau. Ok nha mọi người nha, đấy phía sau là như vậy nha mọi người nha. Rồi E4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chị Hoa Nguyễn ơi, giờ mà sắp mới thấy Hoa Nguyễn nha. Mọi người đặt hàng mà bị ẩn sắp không có đọc tên đó, có nghĩa là bị ẩn comment thì mọi người comment lại giúp shop nha. Nếu ai bị ẩn comment lại giúp shop nha. Và E4 sẽ được qua mẫu trong 10 giây nữa. Và qua mẫu thì mẫu này sẽ trở về giá là 250.000 nha mọi người nha. Qua mẫu thì mẫu này sẽ trở về 250.000, tranh thủ đặt hàng trong lúc livestream đang diễn ra nha. Để được giá 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong live mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua E5. Chị Hoa Nguyễn comment lại giúp shop nha. Giờ em mới thấy chị nha. Chị Hoa Nguyễn bị ổng comment rồi. Rồi bây giờ mình chuyển qua E5 nha. Các chị và các bạn ơi, và tiếp theo là một bộ như em đang mặc cực kỳ xinh các chị và các bạn nha. Một bộ như em đang mặc bao gồm một chiếc áo đen sọc trắng, và cái thật của đó là một cái chân váy quần bèm đúng rất là dễ thương luôn các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo em đang mặc từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá là 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000. Và các chị và các bạn nào chốt cái bộ em đang mặc thì comment cho em mã là E5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000 các chị và các bạn ơi. Và áp dụng với các chị và các bạn nào chốt bất kỳ hai combo trong live, và các chị các bạn ơi, mỗi combo chỉ có giá 99.000 khi các chị chốt bất kỳ hai combo trong live. Còn nếu kết thúc live chỉ có một combo thì sẽ có giá 129.000 ạ. Và các chị và các bạn nào chốt comment cho em E5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi em chốt cho chị Phương Ni, chị Thấy Hồng Nhung nha. Lê Thị Hồng Nhung ơi, chốt cho Phương Ni cho mình địa chỉ nha. Mạnh Kim cho mình địa chỉ, Nguyễn Ngọc Lan cho mình địa chỉ nha. Các chị và các bạn ơi, nhanh mau cho mình địa chỉ để mình chốt được cái bộ mà em đang mặc cực kỳ xinh như vậy các chị và các bạn nha. Hai áo có tính như 9.000 dạ không mà. Nguyên một set đồ mình tính như 9.000, còn hai áo thì mình sẽ tính là 99.000 một chiếc áo các chị và các bạn nha. Đúng rồi, mọi người hãy chọn ngay cho mình một combo để được giá rẻ nhất nha. Và shop chị bán cái giá này trong live, tại vì trả công cho mọi người ngồi xem live hàng tiếng đồng hồ nên shop sẽ bán cực kỳ shop trong livestream nha. Livestream là bán hàng trực tiếp nên là shop sẽ trả cái tiền công mà mọi người ngồi xem nên được mua giá rẻ nhất nha. Còn sau livestream giá sẽ là 250.000 mọi người nha. Một combo không bán riêng, dạ đúng rồi chị Hạnh Sushi nha, shop không bán rời nha, shop chỉ bán nguyên combo nha. Bao nhiêu đó dạ chị Candy Trinh ơi, nếu mà chị lấy một bộ thôi giá là 129.000. Còn kết thúc livestream này chị chọn được hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ mọi người nha. Các chị và các bạn nào mới vào có thể đọc lại cái caption của em nha, có thể đọc lại cái phần ghim bình luận ở dưới nha, để rõ là giá tiền như thế nào nha. 99.000 một bộ thôi nha. Áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Nguyễn Thơm lấy chị E5 xong chúc cho chị cả bộ hồi nãy nha. Ok chị Nguyễn Thơm nha, có địa chỉ cho em chưa? Dạ ok chị Nguyễn Thơm, em chúc cho chị thêm E5 rồi nha. Thế chứ chả gọi gì, thế chứ chả gọi gì. Sao chị Ký Tí Nguyễn ơi, E5 là mã của Hân đang mặc nha mọi người nha. E5 nha, mã của bộ này là E5 nha. Có combo thun dài không shop? Dạ một tí nữa sẽ có combo thun chị nha. Đây là E5 nha, combo thun với lại quần đùi chị nha, Hạnh Sushi nha. E5 là mã của Hân đang mang nha. Quý chị và các bạn ơi, chúc em Nam kịp số điện thoại kèm địa chỉ nếu chúc mà em đang mang ạ. Em Nam kịp số điện thoại kèm địa chỉ. Và các chị và các bạn ơi, nguyên một combo này chỉ có 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong online. Còn nếu mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Các chị và các bạn dưới 55kg mình sẽ chốt vừa combo này ạ. Mình sẽ chốt được combo này các chị và các bạn nha. Là tổng cộng bao nhiêu vậy? 99 x 2. 99 x 2 đó chị Nguyễn Thơm ơi. Rất là rẻ. Mỗi chị nha. Mỗi combo chỉ có 99.000, áp dụng khi mua 2 combo. Đó là 99 x 2, khi mua 2 combo là 99 x 2 đó các chị và các bạn nha. Xin chào Thu Hồ nha, Linh Nguyện, giờ Lan mới vào xem à. Rồi xin chào các chị nào mới vào nha. Bạn nào chị nào mới vào thì nhanh tay đặt hàng nha. Và sắp chuẩn bị qua mã E6 trong 10 giây cuối cùng nha. Dạ sắp một tí nữa có baby doll nha. Mọi người cứ đợi nha, sẽ có rất là nhiều style trong livestream này nha. Bỏ áo ra em xem. Ok nha, ok Hạnh Sushi okay, nha. Hạnh Sushi ạ. Bây giờ chúng ta còn 10 giây cuối cùng để chuyển qua E6 mọi người nha. E6 sắp được lên rồi nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đây khi bỏ áo ra, áo rất là xinh các chị và các bạn nha. Cái áo rất là xinh nè, có không tay lỡ không chị, một xíu nữa em sẽ lên nè. Nguyên một combo bao gồm áo sơ mi và chân váy nha em đang mặc chỉ với giá, chân váy quần nha em đang mặc chỉ với giá 99.000 thôi các chị và các bạn. Mình áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Và nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Mình nhanh tay chốt giúp em mã E5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của em ạ. Rồi mình tiếp theo mình sẽ qua combo E6 các chị và các bạn nha. Rồi ai đã thấy E6 thì chúng ta cùng nhau ngắm E6 nha. E6 rất là dễ thương. Đó là sự phối hợp của chiếc áo sơ mi có hai cái dây sọc phía trước nhìn xinh ơi là xinh. Mình đi cùng một chiếc chân váy đen dày màu rêu như thế này nhìn rất là thời thượng đúng không? Vừa xinh nè, vừa tin nè, lại vừa trẻ trung, lại vừa mang phong cách lịch sự một tí đó. Nó phối hợp đủ cả các phong cách ở trong một cái bộ đồ như thế này. Thì tại sao là chúng ta không nhanh tay sở hữu combo này với mã là E6 đúng không? E6 nha mọi người nha. Mã này là E6 rất là xinh. Và dưới 55kg thì cô vô tư đặt nha. Chị nào bạn nào mới vào thì cùng nhau nghe lại giá nha. 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ chọn được một bộ giá là 129.000 nha. Có áo phông tay lỡ không chị ạ? Áo phông tay lỡ Lolita một tí nữa sẽ có combo nha. Sẽ có combo áo phông nha. Shop không có bán rời nha mọi người nha. Shop chỉ bán nguyên combo là gồm áo và váy nha. Và mã này là E6. Và ai muốn sở hữu combo này với giá 99.000 thì nhanh tay comment giúp shop là E6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Nhanh tay comment giúp shop là E6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ cái áo này á, là vải sơ mi trắng đó chị ơi. Cái vải giống như cái vải sơ mi trắng và cái tê dày nha chị nha. Thấm hút mồ hôi mặc rất là đã nha. Còn cái vải này là vải nhung xốp chị nha. Cái vải nó có độ co giãn, mọi người có thể để bé Thủy kéo một tí cho mọi người thấy cái độ co giãn của cái vải đó. Cái vải này nó có độ co giãn nha, theo kiểu vải nhung xốp nha, mặc rất là thoải mái nha. Nói chung cái chất vải của cái bộ này mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Chất vải của bộ này mua về rất là mê luôn. Vải thấm hút mồ hôi, mặc mát chứ không phải kiểu cái kiểu vải mà nó cứng á, nó nóng bức thì nó sẽ không có đẹp và mặc nó rất là khó chịu. Cái thời trang này mặc rất là mát, rất là thoải mái. Và bên shop thì ưu tiên cái loại đồ nhưng mà nó có chất vải nó mềm và nó thoải mái nha. Nó thấm hút mồ hôi một tí chứ không có thiên về cái kiểu mà thời trang nó cứng. Shop không có thiên về cái kiểu đó nha mọi người nha. Ok E6, chốt E6 cho Minh Quốc. Ok Minh Quốc comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người nhanh tay comment E6, mã của bộ này là E6 nha. Và nhanh tay comment tại vì livestream này chúng ta chỉ còn có 4 mã hàng nữa thôi. Ok chốt cái Thùy Dương E6 nha. Có size lớn không chị? Nguyễn Thư ơi, dưới 55kg thì mình đặt bộ này nha. Chị nào bạn nào dưới 55kg thì cứ vô tư đặt bộ này nha. Đó, rồi E6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Có chân vải màu đen không bạn? Dạ chân vải này màu rêu chị nha. Nói chung là mọi người hài lòng với cái phong cách này, với cái combo này thì nhanh tay comment E6 nha mọi người nha. Lê Diễm Quỳnh ơi, quần thể thao shop không có nha. Chị Hà Nguyễn, chúc cho Hà Nguyễn E6. Ok chị Hà Nguyễn nha, đây là mã thứ 2 của mình nha. Bộ đang mặc 50kg vừa không bạn? Dạ vừa chị Hoàng Hoa. Chị Hoàng Hoa nhanh tay comment giúp shop là E6 nha. Tại vì shop chị bán trong thời gian livestream với giá 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Còn sau livestream Mình đặt bộ này thì giá là 250.000 mọi người nha. Rồi nhanh tay comment E6 giúp shop chị Hoàng Hoa nha. Chúc cho chị Phương Trần E6 ok, chị Phương Trần comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho Phương Nam E6 ok, Phương Nam comment địa chỉ giúp shop mọi người nha. Bao nhiêu một bộ vậy chị? Một bộ giá là 99.000 một bộ nha. Áp dụng khi mình mua được hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha My Cherry nha. Sau live chọn hai bộ được 99. Dạ sau live mình chọn hai bộ giá sẽ là 250.000 một bộ mọi người nha. Nhớ là trong live stream shop sẽ áp dụng giá là 99.000 một bộ, sau live là 250.000 mọi người nha. E6 Thủy. E6 nha mọi người nha. Ai đặt bộ này phải nhanh tay còn biết cho em là E6 và số điện thoại nha mọi người, rất là đẹp luôn. Một chiếc áo có một cái nơ, rất là đẹp nha mọi người nha. Phối hợp với lại một chân váy đen dây màu xanh rêu các chị nha. Và đây là mã E6 chị nha. Ai đặt bộ này hãy nhanh tay còn mình cho em là E6 của số điện thoại nha mọi người nhé. Đúng rồi E6 nha, và chúng ta sẽ qua mẫu trong 10 giây nữa nha. Và sắp chỉ còn 4 mã hàng trong ngày hôm nay. Tại vì livestream này chúng ta hơi trễ một tí nên là chúng ta chỉ còn 4 mã hàng thôi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. E6 sau live thì luôn luôn là 250.000 nha. Nhớ là đặt trong live sẽ có giá là 99.000 một bộ. Chị nào bạn nào vào trễ thì mình cứ đặt một bộ, sau live mình được quyền chọn một bộ nữa nha, là vẫn tính hai bộ bất kỳ với giá 99.000 một bộ. Còn nếu mà kết thúc live mình mới chọn thì giá sẽ là 250.000 một bộ mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyện với E7 rất là xinh. E7 cực kỳ lạ, đó là phong cách baby doll nha, baby doll nhưng mà phối hợp với một chiếc đầm baby doll, phối hợp một chiếc áo trễ vai mọi người nhìn ơi, rất là lạ luôn. Thủy. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn cùng ngắm nhìn E7, các chị và các bạn nha. E7 nha. Đó là một sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trễ vai có nhún ở ngực và đi kèm ở ngoài là một chiếc yếm các chị và các bạn ơi. Một chiếc yếm cực kỳ xinh và nguyên một combo em đang mặc chỉ với giá từ 250, bây giờ có giá là 99.000. Các chị và các bạn nào chốt combo này, nếu mua hai combo bất kỳ trong live thì sẽ có giá 99.000 mỗi combo. Còn nếu các chị và các bạn chỉ chốt được một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Các chị và các bạn chốt combo này thì mình cầm dưới 57 kg thì mình chốt vật đẹp các chị và các bạn nha. Đúng chốt rồi. Cho em mã là E7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi, mã của bộ này là E7 mọi người nha. Mã của combo này là E7 siêu dễ thương nha. Có quần trong không sắp. Cái bộ váy đầm như thế này là nó dài cỡ gối luôn, ngang gối luôn, nên là không cần, mọi người muốn mặc quần trong cũng được nha. Còn không thì cái kiểu như thế này nó sẽ không sợ lộ hàng, mọi người yên tâm nha. Cái đây là sự kết hợp của một chiếc đầm phía ngoài xinh ơi là xinh, mà cái kiểu họa tiết sọc mà sọc đứng nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác đó là mình cao hơn, mình thon gọn hơn đó, rất là xinh. Đặc biệt hơn nữa cái này còn phối hợp một chiếc áo trễ vai nhìn xinh ơi là xinh, nhìn nó lạ lạ hay hay ha. Mọi người chưa bao giờ có thể thấy phối hợp cái áo này với cái váy này với cái áo thun, nhưng mà mọi người sẽ chưa thấy cái kiểu mà phối áo này với trễ vai, thì bây giờ mọi người sẽ thấy một phong cách rất là lạ. Chúng ta nên thay đổi cái kiểu phối đồ để mà cuộc sống của chúng ta nó nhiều màu sắc hơn, chứ đừng có mỗi là một màu. Hôm nào cũng quần rin áo thun, hôm nào cũng quần đùi áo thun thì nó sẽ hơi bị nhàm chán đúng không mọi người ơi. Nên là hãy nhanh tay sở hữu cho mình các cái combo phong cách lạ như thế này. Comment giúp shop là E7 nha. Ok chị Bảo Ngọc E7 nha. Bảo Ngọc comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Ok chúc cho Giang Bùi E7, đây là Giang Bùi mã thứ mấy rồi? Ok chị Giang Bùi đây là mã thứ hai của mình nha. Ok Giang Bùi nha. E7 ok chúc cho Thông Thái E7 comment địa chỉ giúp shop nha. Giờ chúc cho Yến Trần E7. Ok Yến Trần comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay đi các chị ơi. Và sau livestream mã này sẽ có giá 250.000 nha. Chúc cho Phạm Hồng Phong E7 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho Yến Trần E7 ok nha. Nhanh tay comment giúp shop địa chỉ luôn nha mọi người nha. Comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Comment cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã hàng em đang mặc các chị và các bạn nha. Rất là xinh nha. E7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt em chốt chị Thanh Tuyền à. Rồi chị Thanh Tuyền cho em số điện thoại và địa chỉ chị Thanh Tuyền ơi. Có dạ rồi. Chị Thanh Tuyền có rồi ạ. Em có số điện thoại rồi không? Thanh Tuyền hình như cái cũ. Thanh Tuyền ơi comment địa chỉ lại giúp shop nha. Thanh Tuyền comment lại địa chỉ giúp shop nha. Shop có số điện thoại rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị qua E8 nha. 10 giây nữa chúng ta sẽ qua E8 mọi người nha. 10 giây đếm ngược để em có thể qua E8 ạ. Và các chị các bạn ơi, các chị các bạn nào chốt E8 các chị các bạn nào chốt E7 thì mình tiếp tục comment E7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. E7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Đang chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây nữa. 10 giây đếm ngược để các chị và các bạn đặt hàng nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 bây giờ em sẽ qua E8 à? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua E8 rất là rồi. Ai đang không áo phong đâu vào xem nha, ai không áo phong. Mọi người ơi, đây là bản E8 cho chị nha, đây là một áo phong có in hình báo nha mọi người nha, có in hình tờ báo nha mọi người nha, rất là đẹp các chị ơi, rất là lạ luôn nha. Mùa hè mà mọi người mặc nhiều chị nha, mùa này thì mặc rất là mát luôn chị nha, và phối hợp với lại một chiếc quần 2 tầng chị nha, một chiếc quần 2 tầng nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là bản E8 chị nha, E8 nha mọi người ơi, ai đặt của mình hãy nhanh tay cùng đi cho em là E8 và số điện thoại nha mọi người. Rồi E8 nha mọi người nha, sorry đá lệch là cái điện thoại. Mã này là E8 nha, và nhanh tay sở hữu cho mình combo áo phong báo đang hot hiện nay nha, áo phong có hình báo như thế này nha, in hình cái tờ báo. Rồi, E8 giúp chị nha, E8 nha. Ai Lan. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Thị Lan luôn chị ơi. Chị ơi cho em xin địa chỉ luôn chị nha. Ai mà đặt hàng cho em xin địa chỉ luôn của chị nha. Đây là mẫu E8 chị ơi, mẫu này rất là đẹp luôn, rất là hot chị nha. Ai hãy nhanh tay nha mọi người, nhanh tay nha, tại vì cái mẫu này em không có nhiều của chị nha. Hãy nhanh tay comment giúp em là E8 và số điện thoại nha mọi người nha. Ok, E8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi trước cái chị Phương Vy E8, ok Phương Vy nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Và shop chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng trong chương trình livestream này, nên là các bạn và các chị nhanh tay đặt nha. 2 mã hàng cuối cùng sẽ được lên trong cái video nữa nha. Rồi chúc cho Nguyễn Thị Lan E8 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc chị Lương Tà Sử E8, ok cảm ơn Lương Tà Sử nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Tâm E8, ok Tâm đây là mã hàng thứ 2 của mình nha, có địa chỉ Tâm chưa? Rồi, mọi người ai chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment giúp shop nha. Và shop chỉ còn 2 mã hàng trong chương trình livestream này. Nhanh tay comment giúp shop là E8 để sở combo gồm chân váy, cái váy quần tầng phối hợp một chiếc áo in như tờ báo như thế này, siêu xinh, thoải mái. Ok, em xả form cho mọi người thấy luôn. Đấy, xả form ra cho mọi người thấy luôn. Đó, cái này mặc dấu quần được nha mọi người nha. Ê, chị cứ xem đi không sao rớt vậy đó. Chị cứ xem đi. Rồi E8 còn ai muốn lấy E8 thì nhanh tay comment nha. Bây giờ E9 sẽ được ra luôn nha. Và chúng ta sẽ đến với E10. E9 và E10 là 2 mã cuối cùng của livestream này. Các chị nhanh tay đặt hàng nha, E9 và E10 nha. Và nhớ là sau livestream giá sẽ là 250.000 nha. Nên nếu chị nào bạn nào vào trễ thì mình cứ đặt hàng nha. Sau live mình có quyền mình xem lại, mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha. Chị nào mà có xem live đã chọn một bộ thì cứ vô tư đặt một bộ nữa nha. Sau cái livestream kết thúc thì cứ xem lại rồi chọn một bộ nữa nha. Bây giờ chúng ta đến với E9 nha. Các chị và các bạn đến với E9 là sự kết hợp của một chiếc áo xám sọc vàng và đi kèm với đó là một cái chân váy bò các chị và các bạn nha, xám sọc vàng và có thắt nơ ở cổ rất là xinh nè. Cái mẫu này mình mặc lên rất là hàng sáng luôn các chị và các bạn ơi, cái màu rất là nhã nhặn, rất là dễ thương và rất là tôn da. Comment cho em hả? Em chốt đi E8 cho chị Nguyễn Thiên. Chị Nguyễn Thiên cho em số điện thoại và địa chỉ à? À chị Nguyễn Thiên ơi, có số điện thoại và địa chỉ của mình rồi à. Em chốt với chị Nguyễn Thiên à. Rồi các chị ơi, tiếp theo mình đến với bộ E9 như em đang mặc nha, rất là xinh. Là sự kết hợp của một chiếc áo xám sọc vàng và một cái chân váy bò các chị và các bạn nha. Chốt cho em E9 với chị có giá từ 250.000, 2 mã còn có giá từ 250.000 còn 99.000 áp dụng khi mua 2 combo trong livestream. Còn nếu mua duy nhất 1 combo sẽ có giá 129.000 1 combo các chị và các bạn nha. Và nhanh tay comment E9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Combo này dưới 57 kg mình mặc vừa nha, dưới 57 kg mình mặc vừa các chị và các bạn ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, còn 2 combo cuối cùng để mình chốt đi, mình nhanh tay chốt cho em nha. Còn nếu kết thúc livestream và các chị và các bạn chị đặt được 1 combo duy nhất sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn nha. Chúc cho chị Võ Nguyên Thảo trên E9, ok chị comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người ơi, sắp kết thúc, sắp chỉ còn 1 combo cuối cùng thôi. Chị nào và bạn nào mà chưa chọn được combo nào thì nhanh tay chọn nha. Sau livestream mình có quyền xem lại, mình chọn thêm 1 bộ nữa nha. Và tí nữa thì 9 giờ 30 shop sẽ còn 1 live nữa. Chị nào bạn nào chưa săn được thì nhớ vào săn nha. 9 giờ 30 shop sẽ còn 1 live nữa mọi người nha. Nhớ là chị nào bạn nào chưa săn thì vào săn nha. Bây giờ chúng ta đến với E9 và E10 là 2 mã cuối cùng của ngày hôm nay nha. Đó, rồi chị nào đặt hàng của Hân thì mã của Hân thì comment giúp shop là E9, còn mã của Thủy thì E10 nha. Mọi người đợi một tí Thủy sẽ ra cái mã E10 luôn cho các chị chọn nha. Nhớ là shop chị bán giá này trong livestream, sau livestream giá sẽ là 250.000 mọi người nha. Sau livestream giá sẽ là 250.000 nha. Rồi bây giờ E10 chúng ta chuẩn bị lên nha. E10 là sự kết hợp của áo baby doll nha. Áo baby doll phối hợp một chiếc quần đùi nha. Quần đùi sọc và sọc siêu xinh như thế này. Rồi bây giờ chúng ta đến với E10 luôn nha. E9 là của Hân, E10 là của Thủy. Đây là hai mã cuối cùng nha các chị và các bạn, nhanh tay chọn nha. Các chị và các bạn ơi, E9 như em đang mặc, các chị và các bạn đặt comment E9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu các bạn đặt E10 như Thủy đang mặc, một chiếc áo trắng sọc xanh và đi kèm với đó là một cái chân, một cái quần đùi có sọc ở bên, có hai sọc ở bên hông rất là đẹp, thì mình nhanh tay comment cho em là E10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chỉ 99.000 combo các chị và các bạn nha. 99.000 mỗi combo, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, và nếu các chị chỉ chốt duy nhất một combo thì sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình tranh thủ chốt E10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Rồi chị Đặng Thùy, em chốt cho chị Đặng Thùy à, cho em địa chỉ à. Rồi chị Fusulane cho em địa chỉ à. 99 combo 99.000 các chị và các bạn ơi. Hai combo 99.000, mỗi combo 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Tức là hai combo sẽ có giá 99 x 2 các chị và các bạn nha. Hai combo mình sẽ có giá 99 x 2 nha. Đúng rồi. Rồi xong chưa mọi người ơi? Chị E9 là của Hân, anh Thủy giới thiệu bộ E10 của Thủy chưa? Dạ rồi. Ok, E10 và E9 nha. Rồi còn ai muốn đặt nữa, chúng ta chỉ còn 1 phút nữa cho livestream này. Các chị và các bạn nhanh tay nha. Nếu như mình đặt duy nhất một combo trong live sẽ có giá 129.000. Còn nếu mình đặt hai combo trở lên thì mình sẽ có giá là 99.000 mỗi combo ạ. Đó là chương trình bên shop mình các chị và các bạn nha. Đó là chương trình đặc sản bên shop em, và các chị và các bạn nào đặt thì mình nhanh tay đặt liền hai set bất kỳ trong livestream này để mình có được giá ưu đãi là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt giúp em ạ. Comment em tìm kịp số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nếu mà chốt với mã em đang mặc, hoặc là chốt em 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt mã Thủy đang mặc các chị và các bạn. Rồi, nha. 30 giây nữa em tắt. 30 giây nữa em sẽ tắt like các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, còn chị nào mua hàng mà chưa cho địa chỉ nữa thì mình nhanh tay cho em địa chỉ nha. Còn các chị nào mà đã cho em địa chỉ rồi thì em cảm ơn các chị nhiều ạ. Các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ tắt like đây. Có set khác không shop các chị và các bạn ơi. 9h30 em sẽ quay trở lại với một live tiếp theo, các chị và các bạn cùng đón xem ạ. Một live cuối cùng trong ngày hôm nay, các chị và các bạn cùng đón xem. Còn các chị và các bạn nào mới dọn được một like duy nhất thì mình nhanh tay chọn thêm một mình mới dọn được một set duy nhất thì mình nhanh tay chọn thêm một set nữa được giá 99.000 mỗi set các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị tắt like rồi các chị và các bạn ơi. 5 giây điểm ngược để mình tắt like nha. Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ tắt like luôn nha. Tạm biệt các chị và các bạn. Kiếm rủi thì mình sẽ gặp lại các chị và các bạn nha.